Chẳng quý trọng bậc cực hỷ, chẳng quý trọng bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Chẳng quý trọng năm loại mắt, chẳng quý trọng sáu phép thần thông, chẳng quý trọng 10 lực Phật, chẳng quý trọng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng quý trọng pháp không quên mất, chẳng quý trọng tánh luôn luôn xả, chẳng quý trọng thanh văn, chẳng quý trọng độc giác, chẳng quý trọng Bồ Tát, chẳng quý trọng Như Lai, chẳng quý trọng quả dự lưu, chẳng quý trọng quả Nhất Lai bất hoàn A La Hán, chẳng quý trọng quả vị độc giác, chẳng quý trọng trí nhất thiết, chẳng quý trọng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng quý trọng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng quý trọng việc nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng quý trọng việc thành thục hữu tình, chẳng quý trọng việc thấy nhiều chư Phật, chẳng quý trọng việc trồng các căn lành. Vì sao? Này thiện hiện, vì đại Bồ Tát ấy đạt tất cả pháp ngang bằng hư không, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, hoàn toàn không sở hữu. Chẳng thấy có một pháp nào có thể sanh quý trọng, năng sanh, sở sanh, lúc sanh, chỗ sanh, do vậy nên sanh đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp ấy, cùng với hư không như nhau, tánh tướng đều không, vì nghĩa vô sanh vậy. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, thành tựu tác ý Bồ Đề vô thượng, thường chẳng xa lìa tâm đại Bồ Đề, thân đủ bốn oai nghi, đi đến vào ra, cất bước hạ bước, tâm không tán loạn, đi đứng ngồi nằm, đến dừng đều giữ oai nghi, làm việc gì đều an trụ chánh niệm. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển.